Phòng hát này là tâm huyết của chị chủ nhà, đam mê âm nhạc. Ánh sáng độc đáo với quả cầu hương xoay. Ngồi hát và nhâm nhi vài ly rượu vang thì đúng là tuyệt vời. Xin kính chào quý khách hàng của Lộ Thất Phúc Thọ. Ngày hôm nay thì em Sơn xin giới thiệu cũng như là trải nghiệm cho anh chị một phòng karaoke gia đình đến từ team Lộ Thất Phúc Thọ, thiết kế cũng như là thi công hoàn thiện. Phòng karaoke này có gì đặc biệt? Hãy cùng theo chân em Sơn để khám phá nhé. Quý vị đang xem Nội thất Phúc Thọ TV. Với một phòng karaoke của gia đình chủ nhà ở tầng áp mái thì đã có những cái khó khăn riêng trong việc thi công cũng như là thiết kế. Nhưng Nội thất Phúc Thọ chúng em đã có những cái phương án thi công điều chỉnh cũng như là thiết kế nên không gian của nhà anh chị với gỗ ăn cường để xử lý những cái đường góc cạnh cũng như là phần chéo của tầng áp mái, thì kết hợp cùng với đèn decor đấy, hệ đèn chùm ở phía trên để tạo lên một không gian phòng karaoke riêng biệt cho gia đình. Như quý vị có thể thấy thì với một phòng karaoke khoảng hơn 20m2 thì Lộ Thất Phúc Thọ chúng em có thiết kế một hệ vách trang trí phía vách TV đấy, kết hợp với tranh xuyên sáng. Phía bên cạnh thì có hai bên tủ decor. Đấy. Phía sau sofa thì Lộ Thất Phúc Thọ chúng em có thiết kế một hệ vách trang trí cũng như là decor cho căn phòng. Phía bên trên trần thì đó chính là hệ đèn chùm, đèn pha lê kết hợp cùng với hệ gương được dán lên phía trên trần, tạo nên một không gian điểm nhấn vô cùng đặc biệt cho phòng karaoke gia đình. Về màu sắc thì anh chị chủ nhà đã lựa chọn tông màu gỗ sáng màu cùng với hệ thống tường được dán giấy ăn tường của Hàn Quốc với vân màu bê tông. Ngay trên đây là quý vị có thể thấy là cái phía tầng áp mái thì luôn có cái độ chéo tùy vào mỗi phong cách thiết kế của mỗi nhà. Đấy, nhưng mà Lộ Thất Phúc Thọ chúng em đã thiết kế cũng như là ốp vào đây một tấm gỗ ăn cường để tạo một điểm nhấn cũng như là tạo được vẻ đẹp cho cái không gian bên trên. Tiếp theo đó là không gian của vách TV. Vách TV thì được Lộ Thất Phúc Thọ chúng em kết hợp giữa phần tranh vân đá in ceramic màu đen đấy, và kết hợp với gương cùng với lại hệ lam trang trí. Bên cạnh đó thì sẽ có hệ tủ rượu ở phía bên tay trái của em đây đấy. Kết hợp với những cái viền vàng được dán rất là đẹp, rất là tỉ mỉ. Để phòng karaoke có một điểm nhấn cũng như là ánh sáng thật đẹp hơn nữa thì Lộ Thất Phúc Thọ chúng em có thiết kế một quả cầu gương ở phía trên khu vực sân hát. Thì quả cầu này sẽ giúp chúng ta là có thêm nhiều ánh sáng rất là đẹp cho toàn căn phòng. Đây là hình ảnh của chị chủ nhà. Thì hai anh chị là rất là đam mê ca nhạc nên đã có nhờ Lộ Thất Phúc Thọ chúng em thiết kế và rất là tâm huyết với phòng karaoke của anh chị ở đây. Chúng em thì cũng rất là cảm ơn anh chị đã cho Lộ Thất Phúc Thọ em cơ hội cũng như là thiết kế cũng như là thi công được một phòng karaoke gần như là rất là tâm đắc đối với gia đình của anh chị. Video này thì chưa kết thúc đâu ạ. Xin quý vị và các bạn hãy theo dõi, lắng nghe em Sơn cùng chị chủ nhà song ca một bài hát trữ tình để cảm nhận âm thanh cũng như là ánh sáng của phòng karaoke này nhé. Xin cảm ơn quý anh chị đã luôn tin tưởng, ủng hộ Lộ Thất Phúc Thọ. Xin chào và hẹn gặp lại. Nếu có mấy lời, nếu có điều lý tình.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.